Tôi đã phải rất vất vả lặn lội tới vùng băng tuyết ở Mỹ để đưa anh ấy đến đây đấy. À, có vẻ như anh ấy vẫn đang ngủ các bạn ạ. Ở Bắc Mỹ lạnh lắm, nhiệt độ dưới 0 độ C để chống chọi lại với mùa đông. Anh bạn ít tự ngừng tất cả các hoạt động trong cơ thể và dần dần đóng băng. Nhưng đến mùa xuân ấm áp thì lớp băng tan đi, ít gỗ lại sống lại khỏe mạnh bình thường đây. Trái ngược hoàn toàn với ếch gỗ, loài tôm Rimicaris trong suốt sống ở dưới lòng biển sâu 2.000 mét thì lại vô cùng thích thú với sức nóng lên tới 400 độ C từ các miệng núi lửa dưới lòng biển. Wow! Những anh chàng tôm siêu nhân này hầu như thống trị tất cả các miệng núi lửa và coi chúng như những bể tắm nước nóng của mình. Hơn nữa, cuộc sống của tôm Rimicaris cũng rất là sung sướng. Chúng chỉ việc tắm nước nóng và dung nham núi lửa phun ra rồi ăn thôi.